Điều này trong kinh hướng dẫn cho chúng ta phương pháp. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, quý vị liền chứng đắc thôi. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, pháp môn thù thắng trang nghiêm không gì sánh được là pháp môn niệm Phật. Quý vị có biết niệm hay không? Tôi ngày ngày A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, làm sao mà tôi không biết niệm? Không biết niệm. Nếu như biết niệm thì sẽ niệm hết tập khí phiền não, vậy mới gọi là biết niệm. Quý vị xem tông môn Đại Đức thường nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm đó là gì? Vọng niệm. Khởi tâm động niệm toàn là vọng niệm. Phân biệt chấp trước, đây là vọng niệm thô nhất. Niệm vừa khởi, lập tức dùng một câu danh hiệu Phật này thay thế nó ngay. Cũng tức là nói, làm cho niệm này bị mất đi, đổi thành A-di-đà Phật, đây gọi là biết niệm. Niệm Phật như vậy, niệm niệm đều có thể đè bẹp được phiền não. Từ xưa đến nay, những người biết niệm đó đều biểu diễn cho chúng ta thấy. Phải mất bao nhiêu thời gian? Thông thường nói 3 năm. Quý vị nên nhớ 3 năm. Quý vị là một phàm phu, từ phàm phu liền trở thành A Duy Vật Trí Bồ Tát. Còn có pháp môn nào thuận tiện hơn pháp môn này nữa? Tìm không ra. Người ta 3 năm vì sao niệm thành công chính là đạo lý mà tôi vừa nói xong. Tuyệt đối không cho phép phiền não tiếp tục nữa. Niệm thứ nhất là vọng niệm, niệm thứ hai vẫn là vọng niệm, niệm thứ ba vẫn là vọng niệm. Vậy quý vị phiền phước rồi, quý vị đã tạo nghiệp rồi. Niệm thứ nhất là vọng niệm, niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Vọng niệm này bất kể nó là thiện hay ác, ác niệm là vọng niệm, thiện niệm cũng là vọng niệm. Thiện niệm chiêu cảm ba đường thiện, ác niệm chiêu cảm ba đường ác. Nói cách khác, chỉ cần quý vị có niệm thì quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Sự việc là như vậy. Tu những pháp môn khác, ý niệm phải đoạn, vậy thì khó quá. Đoạn không được. Phương tiện của pháp môn Tịnh Tông là đổi niệm trở lại. Tôi đem tất cả những ý niệm đều đổi thành A-di-đà Phật. Điều này dễ làm, chúng ta có thể làm được. Niệm đó đoạn được rồi, không có nữa. Điều này không dễ dàng. Đây là người thượng thượng căn, vô cùng hy hữu. Quang thọ vô thượng, danh hiệu vô thượng, đây là một pháp thù diệu vô cùng. Vì sao vậy? Họ dùng danh hiệu tiếp dẫn chúng sanh. Danh hiệu chính là bốn chữ A-di-đà Phật. Thông thường chúng ta thêm hai chữ Nam-mô. Nam-mô là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, ý là quy y, quy mạng, lễ kính. Có nhiều ý nghĩa như vậy ở trong đó. Thật sự niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại sư Liên Trì nói với chúng ta, bốn chữ là đủ rồi. Tôi thật sự muốn đến thế giới Cực Lạc. Lời khách sáo thì miễn, Nam Mô là lời khách khí. Nếu như tín nguyện không kiên định, tổ sư dạy quý vị thêm Nam Mô. Kết duyên với A-di-đà Phật, tôi quy y A-di-đà Phật, tôi lễ kính A-di-đà Phật, tức dùng những từ cung kính này.
Nếu như thật sự muốn đi, không cần khách khí nữa. Trong Trúc Song Tùy Bút có một đoạn như vậy, có người thỉnh giáo với ngài: niệm Phật phải niệm như thế nào? Ngài dạy người Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi ngài bản thân ngài niệm Phật như thế nào. Ngài nói tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao ngài dạy người khác lại thêm hai chữ nữa? Ngài nói quý vị vẫn chưa muốn giảng sanh. Tôi thật sự muốn giảng sanh. Thật sự muốn giảng sanh nên không cần khách khí nữa. Thật làm. Nói ra như vậy. Cho nên trước danh hiệu không có hai chữ Nam Mô. Chấp trì danh hiệu, điều này trên kinh nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Dùng danh hiệu, quý vị xem đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, liền có thể làm cho một phàm phu nhất phẩm phiền não đều chưa đoạn, tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trú cõi thật báo trang nghiêm, điều này không thể nghĩ bàn. Pháp môn này đến đâu mà tìm được? Mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát không có pháp môn này. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều rất từ bi. Nhìn thấy quý vị có thể tiếp thu, nhất định đem pháp môn này dạy cho quý vị. Vì sao vậy? Dạy cho quý vị một đời liền thành tựu. Quý vị rất nhanh liền thành tựu. Quý vị học pháp môn khác không dễ dàng. Rất khó. Khó ở đâu? Phiền não tập khí của quý vị chưa đoạn được. Vọng tưởng phân biệt chấp trước quý vị chưa buông bỏ được. Pháp môn này là dùng câu danh hiệu Phật này thay thế cho tập khí phiền não. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Quý vị không hiểu đạo lý này, niệm A-di-đà Phật vẫn đang vọng tưởng, vậy là hết cách rồi, bị phá hoại rồi. Danh hiệu Phật này quý vị đã niệm vô ích rồi. Nhất định phải niệm cho hết những vọng tưởng phân biệt chấp trước. Để A-di-đà Phật ở trong tâm. Trong tâm không cho phép bất cứ thứ gì tồn tại. Quý vị giảng sanh tịnh độ, tôi tin rằng nhất định sẽ không vượt qua 3 năm. Thì công phu của quý vị thành tựu rồi. Trong tâm có A-di-đà Phật, còn có những thứ khác xen tạp, vậy là không chắc chắn rồi. Vì sao không thể có những thứ khác? Tất cả những thứ đó đều không phải thật. Nên như những lời trong kinh nói, phàm có hình tướng đều là hư vọng. Không những tướng là hư vọng, mà ý niệm cũng là hư vọng. Tất cả những ý niệm đều là hư vọng. Thế nào gọi là chánh niệm? Chánh niệm vô niệm, không có bất cứ vọng niệm nào gọi là chánh niệm. Chúng ta trước khi nhập vào cảnh giới này, một câu A-di-đà Phật của chúng ta là chánh niệm của chúng ta. Đến thế giới Cực Lạc rồi, quý vị liền chứng đắc thật sự chánh niệm.